Thưa quý vị, sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ là các tiêu chí của cuộc vận động phụ nữ xây dựng gia đình 503 sạch mà Hội Phụ nữ tỉnh Lâm Đồng triển khai thực hiện trong nhiều năm qua. Thông qua những hoạt động này, hội viên phụ nữ đã nâng cao được nhận thức của mình và của cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường, bảo vệ cảnh quan, đồng thời từng bước hoàn thành chỉ tiêu nông thôn mới tại địa phương. Với ý nghĩa đó, phụ nữ xã Đức Phổ, huyện Cát Tiên đều tự nguyện góp sức mình vào việc giữ gìn vệ sinh chung bằng cách chăm sóc mô hình đường hoa cỏ lạc tại nơi ở của mình. Khi kinh tế địa phương ngày càng phát triển và ổn định, chất lượng cuộc sống ngày càng nâng cao, nhân dân xã Đức Phổ, huyện Cát Tiên nói chung và phụ nữ nói riêng đã quan tâm nhiều đến việc cải tạo cảnh quan môi trường cho khu dân cư. Như bao gia đình khác, gia đình ông Võ Hoàng, thôn 3, xã Đức Phổ, huyện Cát Tiên cùng những người dân ở đây đã trồng và chăm sóc hai hàng hoa cỏ lạc để bốn mùa nở hoa xung quanh nơi mình sinh sống. Với gia đình ông, việc trồng các tỉa cây xanh hàng ngày sẽ xây dựng cảnh quan nông thôn trở nên xanh, sạch, đẹp, góp phần đưa huyện Cát Tiên đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2018. Phụ nữ vừa rồi như tôi thấy là làm cái mô hình có lạc đây là nói chung là phát động cái phong trào đây thì tôi thấy như trồng hai bên vệ đường thì nó rất đẹp. Thứ nhất là mình đi vào ngay cổng văn hóa mình đi vào nữa thì nói chung nó rất đẹp mà rất sạch sẽ. Tại hai bên mô hình hai bên mình thí dụ mình đi vô là mình thấy hai dãy hoa nó nở. Hai bên hàng một nó rất đẹp. Phụ nữ nó phát động rồi mình phải có cái tinh thần mình bảo vệ. Mình sửa soạn, nói chung mình trồng mà mình không có cái sự chăm sóc của nó thì nói chung cảnh quan nó không có đẹp đẽ. Đây chỉ là một trong những hộ gia đình đã và đang đưa phong trào xây dựng nông thôn mới vào thực tế cuộc sống. Sự hưởng ứng này cũng chính là tác động tích cực của cuộc vận động thực hiện phong trào phụ nữ xây dựng gia đình 503 sạch tại các thôn 1, 3 và 4 trên địa bàn xã Đức Phổ, huyện Cát Tiên. Cùng hàng rào cây xanh được hình thành từ năm 2015, mô hình đường hoa cỏ lạc được chị em trồng và chăm sóc từ năm 2016 đã tạo vẻ mỹ quan cho đường thôn xóm và giữ vệ sinh chung của khu dân cư xanh sạch đẹp. Hàng tuần, không ai bảo ai, người dân tại đây đều cùng nhau tập trung làm cỏ, tỉa hàng rào cây xanh và quét dọn đường bê tông của thôn. Dưới sự chăm sóc kỹ lưỡng của các chị, những con đường hoa cỏ lạc đã bốn mùa nở hoa rực rỡ đường làng. Cái sự chỉ đạo của chi hội phụ nữ xã rồi cùng với chi bộ rồi kết hợp với ban nhân thôn là đã huy động rồi vận động chị em thành lập cái mô hình đây rồi vận động bà con là nói chung là tham gia vô trồng cái con đường mọi người chung tay vô trồng xây dựng cũng như là mình trước nhất là sạch cho nhà mình sau đó là sạch cho xã hội nói chung là tạo cảnh quan đẹp cho cái thôn xóm của mình. Từ khi mà thành lập ấy thì là được đông đảo chị em là hưởng ứng tham gia cứ cái đoạn đường của chị em nào ấy thì là chị em mới tự giác là phát dọn rồi là trồng chăm sóc luôn và cái tuyến đường này ấy thì là nó tạo được cái cảnh quan môi trường rất là đẹp để góp phần và thực hiện cái tiêu chí số 17 về nông thôn mới. Được Trung ương Hội Phụ nữ phát động vào năm 2010, phong trào phụ nữ xây dựng gia đình 503 sạch đã được các cấp hội phụ nữ huyện Cát Tiên chú trọng thực hiện và lồng ghép cùng nhiều hoạt động khác nhau nhằm tạo ra các mô hình thiết thực và có chiều sâu và có sức lan tỏa. Đến nay, hội phụ nữ các cấp thuộc các xã Mỹ Lâm, xã Tiên Hoàng và xã Gia Viễn, huyện Cát Tiên cũng đã triển khai thực hiện mô hình này. Thì đối với cái năm nay thì còn tập trung cho cái phong trào là xây dựng nông thôn mới. Đối với phụ nữ thì có cái chỉ đạo của từ cái trung ương hội là chúng tôi thì đã triển khai nâng cao cái chất lượng thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, thành lập các cái mô hình mới á, thì đối với tổ phụ nữ mà các cái tuyến đường xanh sạch đẹp thì ở đây thì có là Mỹ Lâm nè, rồi Tiên Hoàng, Đức Phổ và cái Gia Viễn thì nó đảm bảo rất là nhiều tiêu chí trong cái góp phần vào cùng với huyện nhà để mà chung tay xây dựng nông thôn mới. Để nhà sạch, ngõ thoáng, không những làm đẹp nơi ở, mà còn có thể phòng tránh được dịch bệnh thường gặp trong cuộc sống hàng ngày. Với cuộc vận động 503 sạch, chị em phụ nữ trong mỗi gia đình sẽ có điều kiện tốt trong xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ, để xây dựng huyện Cát Tiên ngày càng phát triển. Gia đình ông Lê Thanh Xuân, một trong những hộ dân trồng tiêu có tiếng tại xã Đức Phổ, huyện Cát Tiên cho biết, năm nay tiêu được mùa, giá tiêu khá ổn định. Chính vì vậy mà trên diện tích 8 sào tiêu,
trên 5 năm tuổi của gia đình ông Xuân sắp đến thời